Chào mừng các bạn quay trở lại với Mega Home Official và mình là Tùng, rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các bạn trong chuyên mục bất động sản đêm muộn. Trong những năm qua thì Việt Nam trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế của mình thì đã đạt được rất nhiều cái thành tựu. Việc mà Việt Nam trải qua chiến tranh, sau đấy là từ một nước nông nghiệp lạc hậu mà chúng ta trải qua cái thời kỳ kinh tế bao cấp và chuyển đổi qua kinh tế thị trường, thì phải nói là đến thời điểm hiện tại Việt Nam đạt được những thành tựu mà chúng ta có thể đáng tự hào. Nếu như tính đến năm 2022 thì chúng ta có thể kể đến như là cái kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam năm 2022 đạt 53,2 tỷ đô và nó cao hơn 9,5% so với năm 2021, và nó cũng phá luôn cái kỷ lục của năm 2021 là 48,6 tỷ đô. Thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái chỉ số phát triển kinh tế của Việt Nam cũng thuộc top đầu của thế giới, chứ không chỉ là của châu Á nữa, khi mà cái mức trung bình hàng năm của chúng ta là từ 6 cho đến 7%, chỉ cá biệt là năm 2019 và 2020 thì cái con số đấy là khoảng tầm độ trên 2% vì do tác động của Covid. Thế còn đối với năm 2022 thì con số đấy là 8,02%, thực sự là đáng tự hào rất là nhiều. Thế bên cạnh đấy là việc kinh tế phát triển cũng kéo theo là cái thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam được gia tăng lên rất là nhiều. Mà theo thống kê của Tùng có nghiên cứu thì từ năm 2006 cho đến năm 2022, tức là trải qua 16 năm, thì cái mức thu nhập của chúng ta đã tăng lên gần 6 lần. Nếu như năm 2006 thì cái con số mà thu nhập bình quân đầu người là 715 đô trên một người và một năm, thì cái con số này của năm 2022 nó là 4.110 đô trên người và trong một năm. Thế bên cạnh đấy là ngoài cái việc yếu tố về kinh tế phát triển thì Việt Nam chúng ta cũng dần dần từng bước khẳng định được cái vị thế về của chúng ta trên chính trường quốc tế, khi mà chúng ta đã có điều kiện và tổ chức rất nhiều cái hội nghị, hội thảo mang tầm vóc là quốc tế với sự tham gia của rất nhiều nguyên thủ quốc gia. Có thể kể đến ví dụ như là năm 2018 chúng ta tổ chức một cái hội nghị diễn đàn kinh tế châu Á Thái Bình Dương và nó có sự tham dự của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hay như Tổng thống Nga là Putin và Trung Quốc là Chủ tịch nước và Tổng bí thư Tập Cận Bình. Thì điều đấy nó cũng thể hiện rằng là cái sự phát triển cũng như sự ghi nhận của bạn bè Nam Châu đối với Việt Nam. Tuy nhiên, ngoài những cái thành tựu như thế thì chúng ta cũng phải nhìn nhận một cái điều rằng là Việt Nam chúng ta vẫn là một nước đang phát triển. Và trong những cái thời gian qua thì cá nhân Tùng và cũng có thể là các bạn cũng đã nghe được rất là nhiều về cái cụm từ cơ cấu lại nền kinh tế. Vậy thì cơ cấu nền kinh tế là gì? Thì cái chủ đề của ngày hôm nay, chủ đề của bất động sản đến muộn ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cơ cấu nền kinh tế của Việt Nam nói chung cũng như là của Hải Phòng nói riêng trong thời gian tới. Vậy thì trước hết chúng ta sẽ phải hiểu là cơ cấu nền kinh tế là bao gồm giữa các thành phần kinh tế, ngành nghề, lĩnh vực và mối quan hệ giữa chúng. Thế thì nền kinh tế thì bao gồm 3 yếu tố, đấy là ngành kinh tế, cái thứ hai là thành phần kinh tế và cái thứ ba là lãnh thổ. Thì trong đấy thì cái ngành kinh tế lại phân chia ra nhỏ hơn là gồm 3 lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất đấy là nông lâm ngư nghiệp, cái thứ hai đấy là công nghiệp và xây dựng, và cái thứ ba đấy là thương mại và dịch vụ. Thì ở các nước đang phát triển thì cái tỷ trọng của nông lâm ngư nghiệp sẽ chiếm một cái tỷ trọng lớn hơn, và điều đấy là ngược lại so với các nước phát triển, khi mà cái tỷ trọng liên quan đến kinh tế là công nghiệp và xây dựng và đặc biệt là thương mại và dịch vụ sẽ chiếm một cái tỷ trọng đóng góp lớn hơn nữa. Thế còn đối với cái thành phần kinh tế thì nếu như đối với Việt Nam là trước năm 1986 chúng ta vẫn là nền kinh tế bao cấp, thì chỉ có thành phần kinh tế là nhà nước. Tuy nhiên là kể từ khi chúng ta trải qua cái nền chuyển qua cái nền kinh tế thị trường thì đã xuất hiện các thành phần kinh tế khác, mà cụ thể ở đây bao gồm là thành phần kinh tế ngoài nhà nước và đặc biệt là thành phần kinh tế tư nhân. Và khi đấy chúng ta thực sự đã tận dụng được cái sức mạnh không chỉ của nhà nước mà còn có cả tư nhân để cùng nhau làm kinh tế. Yếu tố thứ ba chính là cơ cấu về lãnh thổ. Nó là tỉnh, là thành, là các địa phương hoặc các thành phố, và nó là kết quả phân chia lao động theo địa lý. Thế thì có những yếu tố nào mà tác động lên cái sự thành công của một nền kinh tế? Thì theo như Tùng thấy thì có 4 yếu tố. Cái yếu tố thứ nhất đấy là về điều kiện tự nhiên. Cái yếu tố thứ hai đấy là về sự tiến bộ, trình độ kỹ thuật của nền sản xuất đấy. Cái yếu tố thứ ba đấy là về chính sách đối ngoại. Và cái yếu tố thứ tư chính là về cái chính sách cơ chế của nhà nước. Và như mình vừa chia sẻ ở trên thì dù Việt Nam đã đạt được những thành tựu nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng chúng ta vẫn nằm trong top các nước đang phát triển. Thế thì với cái mục tiêu để trở thành các nước
phát triển thì chúng ta sẽ phải có những cái cơ cấu để làm sao dịch chuyển cái tỷ trọng trong cái nền kinh tế của chúng ta. Mà cụ thể đây là với cái tầm nhìn là Việt Nam đến 2025, chúng ta với mục tiêu là một nước đang phát triển, có ngành công nghiệp theo hướng hiện đại và thu nhập thấp. Và đến 2030 thì chúng ta sẽ là một nước đang phát triển, có ngành công nghiệp theo hướng hiện đại và thu nhập cao. Và cuối cùng là 2045, chúng ta sẽ trở thành một nước phát triển và có công nghiệp theo hướng hiện đại và thu nhập cao. Thế thì trong cái lộ trình thay đổi, trong cái lộ trình dịch chuyển của mình thì Việt Nam cũng hội tụ có rất nhiều yếu tố thuận lợi cho cái việc đấy. Một trong những yếu tố đấy chính là yếu tố về mặt điều kiện tự nhiên. Khi mà Việt Nam sở hữu cho mình một cái vị trí mà không chỉ là mang tính chất chiến lược đối với kinh tế mà còn mang tính chất chiến lược với cả yếu tố chính trị, khi chúng ta cũng có sự ưu ái của các nước trên thế giới. Thì đối với kinh tế thì chúng ta là có một cái ưu đãi về thiên nhiên khi chúng ta sở hữu cho mình một cái đường bờ biển rất là dài. Bên cạnh đấy thì có rất nhiều bãi biển đẹp, có rất nhiều là danh lam thắng cảnh. Cùng với đấy là cái nền ẩm thực rất là phong phú. Và đấy cũng chính là những cái yếu tố, những cái bàn đạp để chúng ta có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa về cái việc thương mại và du lịch. Ngoài ra thì Việt Nam cũng sở hữu cho mình những cái tài nguyên thiên nhiên rất là phong phú mà chúng ta vẫn hay nói với nhau là Việt Nam sở hữu là rừng vàng biển bạc đấy ạ. Ngoài cái rừng vàng biển bạc ra thì chúng ta còn sở hữu một cái tài nguyên vô cùng quan trọng mà trên thế giới ai cũng khao khát. Đấy là tài nguyên về dân số. Khi Việt Nam chúng ta cũng sở hữu một lượng dân số rất là đông, hơn 100 triệu. Cùng với đấy là cái thời điểm này của Việt Nam, cái tỷ lệ dân số gọi là tỷ lệ vàng của chúng ta đang rơi vào tỷ lệ vàng. Có nghĩa là cái tỷ lệ của cái người trong cái độ tuổi lao động đang chiếm tỷ trọng lớn. Cái điều này kết hợp cùng với cái việc tài nguyên, cùng với các chính sách khác thì cũng đã thu hút được các nhà đầu tư, các cái công ty lớn, tập đoàn lớn để họ có thể dịch chuyển các cái công ty hay các cái công xưởng từ trên thế giới chuyển về Việt Nam. Và nó sẽ tạo ra một cái mối quan hệ win-win khi mà họ đến đây họ có thể tận dụng được cái nguồn lực về nhân công, về trình độ. Và ngược lại chúng ta cũng được tận hưởng, được tận dụng lại được các cái nguồn vốn FDI để làm sao phát triển kinh tế hạ tầng, phát triển kinh tế để giúp gia tăng giá trị đời sống cho người dân. Bên cạnh những cái yếu tố như vậy nữa thì về cái tầm nhìn cũng như là lãnh đạo của Đảng và Nhà nước thì chúng ta cũng đang có những cái chiến lược, có những cái chính sách về mặt đối ngoại cũng rất là linh hoạt. Đặc biệt là các cái cơ chế chính sách để làm sao mà thu hút được cái dòng vốn FDI khi chúng ta có những cái chính sách ưu đãi liên quan đến thuế hoặc là các cơ chế hấp dẫn. Thì đấy cũng là những cái yếu tố rất là thuận lợi để cho Việt Nam có thể sắp tới bùng nổ, mà theo như nhiều chuyên gia đánh giá rằng Việt Nam có thể sẽ là hóa rồng trong cái thời gian khoảng tầm độ 10 cho đến 20 năm tới. Như thế thì trong cái bối cảnh như vậy thì các tỉnh thành hay các địa phương cũng phải có những cái quy định, có những cái quy hoạch định hướng của mình để làm sao cho phù hợp với cái quy hoạch cũng như định hướng chung của Việt Nam. Thế thì quay trở lại với Hải Phòng thì năm 2018 có một cái quyết định, đấy là quyết định 821 của Thủ tướng Chính phủ về cái việc mà phê duyệt điều chỉnh bổ sung về cái quy hoạch phát triển tổng thể của Hải Phòng đến năm 2025 và tầm nhìn 2030. Và gần đây thì nó là cái chỉ thị số 02 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về cái việc mà chỉ đạo đưa ra các cái biện pháp làm sao có thể thực hiện triển khai để phát triển các cái quy hoạch cũng định hướng đấy. Và cái điểm chung trong cái định hướng phát triển kinh tế của Hải Phòng đó là cái nội dung phát triển tập trung vào 3 mũi nhọn. Cái thứ nhất là công nghiệp, cái thứ hai là cảng biển và logistics, và cái thứ ba là du lịch. Việc Hải Phòng lựa chọn 3 mũi nhọn trên thì cũng là hoàn toàn dễ hiểu, vì Hải Phòng cũng sở hữu cho mình một cái vị trí rất là thuận lợi chiến lược đối với cả miền Bắc. Khi mà chúng ta đứng vai trò là cửa ngõ phát triển của miền Bắc, chúng ta sở hữu cho mình những cái cảng nước sâu thứ hai của Việt Nam cũng như là lớn nhất của miền Bắc. Vì vậy mà Hải Phòng buộc phải phát triển, và trong cái định hướng quy hoạch phát triển của mình thì Hải Phòng đã phát triển cái khu công nghiệp, cái khu cảng biển, cảng Lạch Huyện. Cùng với đấy thì là với cái truyền thống cũng như là cái thành tựu liên quan đến cái việc mà thu hút vốn FDI thì Hải Phòng luôn luôn là trực thuộc tốc đầu của Việt Nam. Mà trong đấy là năm 2022 thì Hải Phòng đã thu hút được 2,5 tỷ đô. Đây là một con số rất là lớn. Nếu như so sánh trên phương diện của cả nước thì chúng ta đứng thứ tư. Việc thêm nữa là Hải Phòng cũng đang đưa ra các cái cải cách về hành chính, cùng với việc mà đầu tư hạ tầng đồng bộ, xây dựng giao thông, cùng với các cái chính sách thu hút nguồn vốn. Thì đây thực sự là những cái cú hích, những cái bàn đạp để làm sao mà Hải Phòng có thể phát triển trong cái thời gian tới.
Chúng ta có thể kể đến là một trong những cái hoạt động để thể hiện cho cái việc đấy khi Hải Phòng đang thực hiện chuyển đổi về chính quyền số cùng với việc là xây dựng một cái đại dự án, đó chính là trung tâm hành chính của thành phố và đặt tại vị trí là Bắc Sông Cấm. Thì đối với cái việc này thì Tùng đánh giá cực kỳ là quan trọng, vì cá nhân Tùng đã từng có thời gian công tác và làm việc ở hai tỉnh thành, trong đấy là Đà Nẵng và Quảng Ninh. Đây là một trong hai tỉnh thành mà có cái chỉ số về năng lực cạnh tranh cũng như là thu hút đầu tư rất là tốt. Và nổi trội nhất trong đấy là hai điểm. Đấy là họ đã thực hiện được việc cải cách hành chính, khi mà họ đã thực hiện chuyển đổi số chính quyền. Và cái thứ hai là xây dựng được cái trung tâm hành chính khi tập hợp được các sở ban ngành, những cái cơ quan nhà nước về một cái vị trí. Và cái việc này ấy, nó cũng giúp cho là cái thủ tục hành chính, các cái thủ tục con liên quan đến doanh nghiệp, liên quan đến xuất nhập khẩu, vân vân, nó rút ngắn hơn rất là nhiều, và nó đẩy nhanh được và nâng cao được cái năng suất cho xã hội. Thế thì bên cạnh những cái việc cải cách như thế ấy, thì những cái tỉnh thành trên và 5 năm qua Hải Phòng cũng đang thực hiện, đấy là việc đầu tư cơ sở hạ tầng một cách bài bản và đồng bộ. Khi mà quay ngược lại với cả Quảng Ninh thì đấy là cái câu chuyện mà từ năm 2013 họ đã tự lực trong cái việc mà phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, trong đấy là cái giao thông. Khi mà đến thời điểm hiện tại thì Quảng Ninh cũng là một trong số các cái tỉnh thành có được cái sở hữu cho mình được cái chiều dài của các cái tuyến cao tốc gần như là lớn nhất của Việt Nam. Và cùng với cả Hải Phòng thì Quảng Ninh cũng là một trong số các cái tỉnh thành hiếm hoi có được 5 loại hình giao thông. Đấy là hàng không này, đấy là đường bộ này, đấy là đường thủy này, đấy là đường sắt và đường biển. Thế thì Hải Phòng cũng vậy. Và chúng ta trong 5 năm vừa qua chúng ta cũng đã nhìn thấy Hải Phòng đang từng bước quay lại với cái vị thế của mình. Khi mà chúng ta đã có những cái bước tiến đầu tư về mặt hạ tầng giao thông, như là xây dựng các cái con cầu lớn, có thể kể đến như là cầu Bạch Đằng, một cái con cầu rất là chiến lược trong cái việc phát triển kinh tế, khi mà tạo dựng được cái kết nối tam giác giữa Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, hay như là cái cầu Hoàng Văn Thụ đó, hay ví dụ như sắp tới là cái cầu Phà Rừng chẳng hạn. Thì đấy thực sự là một trong những cái điểm nổi trội về mặt cơ sở hạ tầng. Và đi đôi với đấy thì những cái thành tựu của Hải Phòng đã đạt được trong cái năm qua cũng thực sự là đáng ngưỡng mộ. Khi mà trong năm 2022 thì cái chỉ số GDP của chúng ta đạt ngưỡng 12,32%. Nếu mà nói ở miền Bắc thì chúng ta đứng thứ 2 và trên cả nước là chúng ta đứng thứ 8. Trong năm 2022 thì Hải Phòng đã ghi nhận rằng là cái chỉ số GDP của Hải Phòng đạt là 12,32%. Và nó đứng thứ 8 trên cả nước và đứng thứ 2 so với cả khu vực đồng bằng sông Hồng. Thế còn cái thứ hai nữa là thu hút về cái nguồn vốn FDI thì trong năm 2022 cũng ghi nhận Hải Phòng đứng thứ 4 toàn quốc với cái con số là 2,5 tỷ đô cho hơn 48 dự án mới, cùng với việc là rất nhiều cái hạ tầng giao thông được đồng bộ, được xây dựng và những cái chính sách, những cái cơ chế rất là hấp dẫn để thu hút được cái nguồn vốn đầu tư, kéo theo các cái tập đoàn lớn, kéo theo các cái doanh nghiệp lớn về đầu tư và phát triển các dự án cũng như là khu công nghiệp của Hải Phòng để tạo ra được cái cú hích phát triển về mặt kinh tế. Thế thì mình tin rằng trong 5 năm tới hoặc 10 năm tới thì Hải Phòng sẽ có những cái bước phát triển rất là thần tốc để làm sao mà quay lại với cái vị thế của mình, một trong những cái thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam. Và tất nhiên thì tất cả những cái ngành nghề mà liên quan đến cái việc phát triển mũi nhọn của Hải Phòng, như là cảng biển, như là công nghiệp, logistics hay du lịch, thương mại thì cũng sẽ đều được cộng hưởng và hưởng lợi từ đấy, vì tất cả những cái nguồn lực từ ngân sách nhà nước, vốn hóa xã hội cũng sẽ tập trung cho phát triển các cái ngành nghề như thế. Thế thì Tùng tin rằng là khi mà kinh tế phát triển, khi mà hạ tầng đồng bộ thì chắc chắn cũng sẽ kéo theo cái thu nhập bình quân đầu người của người Hải Phòng cũng sẽ gia tăng, và cái định hướng du lịch thì cũng sẽ giúp cho bất động sản và đặc biệt là bất động sản nghỉ dưỡng cũng sẽ có một cái chỗ dựa và phát triển rất là rực rỡ trong cái thời gian tới. Thì vừa rồi là một số các cái nhận xét, một số cái phân tích dựa trên cái quan điểm của Tùng về cái cơ cấu nền kinh tế của Việt Nam nói chung cũng như của Hải Phòng nói riêng. Thì nếu như các bạn có những cái đóng góp, những cái ý kiến thì có thể comment xuống dưới để cho Tùng biết và có thể chúng ta sẽ cùng trao đổi. Nếu như các bạn thấy rằng cái video cũng như là các cái kiến thức mà Tùng chia sẻ hay và hữu ích thì hãy cho Tùng một nút like, share và cũng đừng quên rằng subscribe để đón nhận những video tiếp theo của Tùng. Xin chào và hẹn gặp lại.